khuyên người đừng nuôi dế cá cảnh. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng: mạng người chẳng được lâu, như vỗ tay vang tiếng, vợ con cùng tài sản đều chẳng thể mang theo. Chỉ có nghiệp thiện ác thường bám theo không rời, như chim bay trời cao, bóng không rời mặt đất. Cho nên biết rằng, việc nuôi dế hay cá cảnh tuy làm vui mắt trong chốc lát, nhưng xét cho cùng thì chẳng có lợi ích gì, chỉ tạo thành nghiệp ác giết hại mãi mãi bám theo ta. Vì sao phải khổ sở làm thỏa mãn đôi mắt ngắm nhìn, để rồi kết oán đời đời, mang thù kiếp kiếp với những con vật kia? Sâu đỏ báo ứng. Vào cuối triều Minh, ở huyện Vô Tích, có người tên Tiết Tử Lan rất thích nuôi cá vàng, thường bắt sâu đỏ cho cá ăn. Cứ như vậy, đã giết hại loài sâu nhiều không kể xiết. Về sau, Tử Lan mắc bệnh lạ, hai tay quơ cào khắp thân hình, như thể liên tục bốc nắm lấy vật gì ném ra. Miệng nói: ôi, có ngàn vạn con sâu đỏ đang bò trên người tôi. Ông rên la đau đớn cùng cực không chịu nổi, cào cấu nát cả người rồi chết. Lời bàn: ngày xưa tướng Bạch Khởi cho đào hố chôn sống quân nước Triệu, chỉ trong một đêm giết chết 400.000 người. Hạng Vũ chôn sống quân Tần, trong một đêm giết 200.000 quân. Quân giặc loạn Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên chặt chân tay người chất lại thành núi. Những lúc như thế, hãy xem máu thịt chúng sinh khi thối rữa giữa con người với loài sâu đỏ kia có khác gì nhau? Than ôi, người chết vì nạn binh đao ắt đã từng tạo nhân trong quá khứ. Người nuôi loài vật rồi giết hại sinh mạng ắt phải chịu quả báo trong tương lai. Cho nên có câu rằng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Dế trả oán. Vào cuối đời Minh, có người họ Trương ở Hàng Châu rất thích chơi đá dế. Còn dế nào đá thua, ông đều ngắt đầu rồi vất đi. Về sau, họ Trương bị một cái nhọt lớn mọc trên lưng. Bên trong nhọt thịt thối đen lại, có hình như hàng trăm cái đầu dế. Chạm vào đều cử động. Họ Trương chịu đau đớn thấu xương tủy, cuối cùng gào khóc mà chết. Lời bàn: người đời tạo nghiệp, căn bản đều do nơi sáu căn. Khi một căn đã động, năm căn khác cũng đều theo đó phát khởi. Chẳng hạn như người nuôi dế đá, căn bản ban đầu là vì con mắt muốn xem, nhãn căn tạo nghiệp. Nhưng khi đi bắt dế, phải lắng nghe tiếng dế kêu để bắt, thì lúc ấy nhĩ căn tạo nghiệp. Khi đá dế, dùng tay khích động cho dế đá, đó là thân căn tạo nghiệp. So tính việc thắng thua, đó là ý căn tạo nghiệp. Thắng cuộc uống rượu thì tỷ căn, mũi ngửi, thiệt căn, lưỡi nếm tạo nghiệp. Kinh Lăng Nghiêm nói đến nghiệp báo từ sáu căn chính là ý này. Thank you.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô